Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chơi về nhân vật nhà côn trùng học. Ở dạo này thì mưa gió nó rất là nhiều. Các bạn thấy là đọc báo thì các bạn nghe được cái thông tin gọi là một nhân viên ở bên sân bay thì đã bị sét đánh rồi là ngày hôm qua mưa to gió lớn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đổ nguyên một cái cây cổ thụ làm cho một anh thanh niên bị thương rất là nặng. Cho nên là có công việc thì các bạn đi ra ngoài đường, còn không thì thôi ở nhà cho nó an toàn. Chứ mình thấy nó đi đến giờ mưa gió thì đến đâu cũng nguy hiểm. Trời nắng thì đen da, mà còn trời mưa gió thì ướt át các thứ. Mấy bữa nay thì thời tiết chỗ mình thì nó cũng khá là ổn, chứ không phải như mấy ngày trước. Trường mình đến nỗi mà không thoát nước kịp, nó ngập úng lên tận đầu gối luôn ấy. Nghe tiếng súng nổ hay sao nhỉ? Ngày trước còn bé còn nghe mấy thông tin gọi là thiên thạch rơi này, cái đầu khoảng những cái năm 1997, 996 hoặc là 95 gì đấy, mình nghe được kể lại là thời đó là nghe đâu là trái đất bị diệt vong, là nhà nhà người người mua đèn cầy, mua mì tôm các thứ để mà phòng tránh sang cái đợt mà gọi là tận thế. Đúng là tận thế. Các bạn thấy là rất là nhiều cái thông tin thiên thạch đâm vào trái đất mà cuối cùng cũng có đâu. Ở trên sao hỏa thì đang nghe đồn phong phanh đâu có sự sống, tương lai cũng sẽ có, đưa con người lên đó thử nghiệm xem thế nào. Nói chung là cũng khá là xa vời, một tiểu hành tinh gọi là cách khá là xa đúng không, mà đưa lên đưa con người lên trên đó để tránh thiên tai bọn thấy là nó sẽ khá là bất khả thi. Làm sao mà đưa hết bao nhiêu tỷ người lên được. Mà mỗi lần mà lên vũ trụ thì dĩ nhiên là không chỉ đơn giản là tự nhiên khơi khơi được lên đâu. Các bạn có thể thấy là như là đi sân bay các thứ là cũng phải phòng tránh những cái bệnh như cao huyết áp, bệnh tim các thứ. Kiểu nhiều khi nhỡ mà không may xảy ra chuyện gì là họ đâu có hạ cánh xuống, tự nhiên hạ cánh xuống được. Khá là nguy hiểm cho cái vấn đề này. Đây mình thả bọ thì cô vơn. Trời ơi. Đẩy nó vô này. Mình thu bọ về cho nó đỡ đánh. Lát nữa thì mình sẽ chơi cái bộ trang phục phù thủy đó, cầm cái cây chổi, một đầu là chổi, một đầu là cái vợt, nhìn khá là vui. Chơi điều phối bây giờ thấy cũng khá là nguy hiểm, bởi vì khi mà Hunter thấy kiểu gì nó sẽ cầm phấn khích. Mình có đọc một số thông tin gọi là nhiều khi điều phối bắn trước quả súng ở đây đoạn đầu game luôn đi, nhỡ sau này nó lại bật phấn khích lên, nó có phấn khích nó lại bật lên thì lại phí khẩu súng. Mình thấy cũng khá là hợp lý. Chỉ có trời biết nó mang cái bổ trợ gì. Hứng thì mang phấn khích, không hứng thì thôi. Từ. Ủa, nghi tượng lắm vậy. Úi xồi ôi. Vào. Ủa, cũng như nó không đặt cái vòng ở đây gì hết trơn, không có vô được. Né ra đúng rồi, hay quá. Thôi quả này thì mình không cover được, tượng quá trời luôn. Không may double kill á. Có cái vòng xịn quá để chạy qua đây. À, nó mang cắm mắt. Đây rồi. Heal phát nào. Ôi ôi. Bà điều phối bà ngồi ghế ngay đây, kiểu gì nó cũng sẽ tới thôi. Ngoài cửa kia toàn sương mù. Ở trong miền Nam hiếm thấy nha, chứ ở ngoài Bắc tầm tầm
đông hoặc là mùa xuân ấy. Thôi rồi luôn. Mùa hè thì đôi khi cũng có nữa cơ. Sương mù kín trời. Mình nhớ ngày xưa còn bé đi học mà lúc nào đến trường xong là người ướt chập nhẹp. Chứ ở trong miền Nam như mình là không có, hiếm. Không không không. Không dại mà chui vào cái vòng thôi, bị gục mất công. Ủa? Nó đâu rồi? Nó đuổi chủ tế à? Áo, chết rồi, tự nhiên lòi cái mặt ra. Cái đám bọ này là nó xuất hiện cũng khá là muộn, cho nên là khi mà các bạn phun ra các bạn phun liền nhé. Đừng có chờ hơn tay tơ nó ra đòn đánh. Không kịp đâu. Ôi, cái hiện tượng đi bạn ơi. Mang rào cửa không? À, không mang rào cửa thì bạn tiêu mình rồi. Ít sợ. Ôi, chết rồi. Chỉ được cái bốc phét. Tượng đè. Ui. Ôi tượng lắm. Rồi tớ lên đây rồi. Đang làm gì á? Dí nữa không? Không dí đâu. Chuồn thôi. Hay quá, nó không dí là nổ máy đúng rồi. Ôi, nó đang sang cổng bên nhà lớn. Mình thì chuồn nhẹ qua nhà nhỏ. Kể ra thì cũng một lần được đi máy bay thôi. Nhưng mà cảm giác rất là ấn tượng. Cái hộp cơm nó bé tí ti à các bạn, mà 50-60 nghìn. Ăn không đủ no luôn ấy. Nhưng mà dù sao thì nó cũng có cái mùi cơm máy bay kiểu vậy. Mờ lèm các thứ. Rồi. Chết rồi, nó tới. Cú cái đám bọ về. Cái gì mà đang đuổi? Hình như đang đuổi ông Snow, cứ tự nhiên nhảy qua bên mình. Hài hước. Hết cắm mắt rồi. Thì mình không sợ cậu đâu. Ơ sao nó không đuổi nữa? Ô cổng mở rồi. Ui, nó vẫn ở bên cổng. Từ từ. Đi. Dịch chuyển. Rồi, ô ngon. Lấy đám bọ đẩy mình vô cổng cho nó sang. Ô, đầu hàng mất tiêu rồi. Ok các bạn đừng chuyển kênh, rồi mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho các bạn cùng xem nhé. Rồi. Trang phục này đúng thích luôn á. Làm chứ dù sao thì muốn ra trang phục này chắc cũng khó, tại vì mình đâu có không có chơi nhiều. Cái thứ hai là giờ đang trong cái giai đoạn tích cầu nên là tạm thời là không có đụng chạm đến số cầu hết trơn. Dư thì đập, còn không thì thôi. Còn một tuần thôi các bạn, tranh thủ là tích thật nhiều xúc sắc đi. Lấy các skin các thứ này, rồi lấy quả cầu, biết đâu may mắn ông trời cũng lại mỉm cười với mình. Dù gì thì những cái bộ skin này nó cũng mang một cái phong cách rất là ấn tượng.
nó giúp các bạn tuy là nó không 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 có tăng sức mạnh hay lực chiến cái gì bất kỳ cái gì như là những cái game ở phía bên đánh nhau đánh đấm, nhưng mà kiểu nó làm cho các bạn mát con mắt, đôi khi có bộ skin vô tự nhiên tay người nó lên hẳn luôn. Ông thăm dò ông cài đúng 5 giây. Thế này thì chơi bời kiểu gì? Mà bà An thì đúng khó chịu rồi, cái đó thì không phải bà. Giữ mèo vô là méo meo cái là xong. Giờ ngon là chỉ có team người có thêm đào vàng hoặc là hương sư. Hai nhân vật này An đập thì chả xi nhê. Bác sĩ bỏ luôn ấy. Cái 5 giây thế này thôi, cái thời gian đi sửa máy tốt hơn. Méo mèo. Đấy. Thôi củ nhây cứu 99 cũng được. Ai. Chạy đi cậu ơi. Bỏ đó. Phá hết hai tầng bỏ của mình rồi. Rồi méo meo rồi. Ủa, mình cũng không biết phải chỉ các bạn né mèo như thế nào luôn. Nhưng mà khi mà dính rồi thì cũng không biết là phải chỉ con mèo này. Bà An này rồi bà nhảy xuống thì mình phải di chuyển như thế nào. Cơ bản là mình phải nhanh, phải đập cái ván trước khi bà An bà nhảy á. Rồi cái thời gian đó các bạn sẽ đủ để các bạn chạy ra xa nhờ cái khoảng cách của tấm ván. Còn việc né mèo thì đa số là mình hay thấy con mèo nó đi đến gần là mình đi ngược lại hướng của nó. Tại vì tâm lý của Hunter lúc nào cũng vậy thôi, cũng để cho con mèo nó ngang hướng survival để nó tách ra. Thì đa số là khoảng 80% nó dính rồi. Cho nên là mình hay lợi dụng cái điểm này để mà mình đi ngược lại cho con mèo nó không dính. Không đuổi tớ dễ vậy đâu cậu. Lại méo meo kìa. Ôi, méo meo rồi. Ôi, nó không đuổi, nó không đuổi. Nó chỉ thương như tớ. Cái tiếng hiệu ứng này nghe nó xèo xèo vui tai phết. Nhưng mà kiểu như Hunter nó, mình đã núp mình trị thương rồi, Hunter nghe xèo xèo nó cũng khá là nguy hiểm. Thăm dò thế mà thoát được. Ông Snow cũng cover cho đỉnh quá trời luôn. Vẫn đang bị đuổi bên đấy à, bảo sao. Rồi, tự heal, tự sống dậy. Đừng đuổi nhá. May quá nó không đuổi. Thôi dù gì cũng được 3 máy mà bay thế này cũng khá là ổn. Chứ nếu 5 máy mà bay luôn thì chắc là mình buồn chết luôn ấy. Vừa rồi thì cũng có một bạn nữ chiến thắng cái giải Olympia. Trời ơi, nghe tự hào dễ sợ luôn. Mình có xem một đoạn cut về cô này, cô ấy giải được cái ô chữ gồm 3 chữ có tên là y tế. Kể họ cũng tài, kiểu mở ra được một cái góc tranh bé xíu xíu thôi. Thật sự là mình cũng không đoán nó là cái gì, thấy màu xanh xanh đoán được cái chữ y tế. Ai tài giỏi. Giờ thì học thì cũng qua rồi, đôi khi nhìn lại mấy cái câu, công nhận là thấy có nhiều câu, 10 câu chắc cũng phải trả lời được 2 đến 3 câu. Nhưng mà kiểu ngày xưa mình học cũng chẳng đủ trình đến nỗi mà có thể đứng tự tin mà mở hết những cái chương trình đó ra để mình trả lời được những câu hỏi. Khá là khó, thật sự khó.
Mà kể ra thì những cái trường đó thì sẽ chọn ra những cái bạn nào mà ưu tú nhất bay ra Hà Nội để thi. Kể ra thì cũng khá là cực, cho nên là cái hy vọng để giành được cái chiến thắng nó rất là quan trọng luôn. Máy cuối rồi, để cho bác sĩ đi cứu, mình sẽ có trách nhiệm nổ cái máy này. 300%. Trời ơi, nó nhàn thì thôi luôn. Đừng di chuyển, tớ sẽ giúp cậu. Cứu phát cho hoành tráng. Nguyên cây thồn vào đầu. Úi xồi ôi. Cái gì dịch chuyển gấp vậy? Khiếp đi được ấy. Úi xồi ôi, méo mèo. Gì vậy cậu? Không có nhảy được đâu nha. Đấy, các bạn thấy không? Tranh thủ tạo khoảng cách giữa địa hình với Hunter là kiểu gì các bạn cũng sẽ cắt đuôi được, không cho con mèo An nhảy được nữa. Ôi, nó phá mất cái đám bọ của mình. Ôi, méo mèo nữa. Không, đừng đập ván nhá, đập ván kiểu gì cũng bị dính mèo đấy. Trời ơi, tôi chết rồi. Méo mèo nữa. Thôi rồi. Úi dồi ôi. Thua. Bỏ tay. Nguyên cái chùm sao xoay xoay. Bạn mắt đỏ thì kinh rồi. Ớn sợ ghê luôn. Một người đang mở cổng, một người thì đang đứng bên kia. Bác sĩ múa à? À, bác sĩ đứng bên cổng bên này. Sắp hết mắt đỏ rồi. Múa múa. Nhìn tếu ghê luôn á. Thôi. Vòng, không có vòng hả? Ồ, cái hầm ngay đây luôn rồi mình không biết này. Khiếp, cái gì mà ghê vậy? Bác sĩ múa múa nhìn ghét ghê. Mèo kìa. Ủa trời ơi, sao bấm nhầm nút đi chậm. Nhây vui dễ sợ luôn. Trời, dính mèo kìa. Úi dồi ôi. Dính mèo khó chịu. Thoát được rồi. Thôi đứng giải cứu tớ nữa. À, cảm ơn hai bạn đã đi cứu, chờ hết lòng luôn. Nhưng mà pha mình dính mèo thoát được. Bay lên 1000 vì sao. Ôi, con quạ nó bay. Con quạ là biểu hiện chết chóc. Ok, và mình cũng sẽ kết thúc video clip đây. Và nếu các bạn thích thì đừng quên ủng hộ channel của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip lần sau. Bye bye.